Uh, xin chào các em trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài cấu tạo từ word formation uh, trong bài học này thì chúng ta sẽ học các cái cách cấu tạo của một từ tiếng anh ví dụ như là uh, chúng ta rất là quen với lại một cái từ tiếng anh đó là từ ví dụ như từ hạnh phúc chẳng hạn đó là từ gì ạ happy đúng không ạ thế nhưng mà từ cái từ chúng ta biết đó là từ happy thì uh, có thể cấu tạo nên nhiều các cái uh, dạng khác của cái từ này Ví dụ như là happy khi chuyển sang danh từ à, sự hạnh phúc à, Niềm hạnh phúc là gì ạ? Happiness, đúng rồi Hoặc là cùng là cái từ happy nhưng mà nếu như mà chúng ta không hạnh phúc Thì chúng ta sẽ thêm một cái tiền tố ăn vào trước cái từ happy Để chúng ta được một cái từ mới đó là unhappy, tức là không hạnh phúc Đúng không ạ? Hoặc là cái niềm bất hạnh đấy là unhappiness chẳng hạn như thế hoặc là ví dụ như là chúng ta có một cái từ như là vẻ đẹp là gì ạ beauty đúng không ạ danh từ chúng ta biết cái từ là biết từ beauty từ cái cụm là người đẹp và quái thú chẳng hạn beauty and the beast các bạn nhớ không ạ thế thì beauty thì chúng ta có là đấy là danh từ người đẹp hoặc là cái đẹp đúng không thế thì chúng ta cũng biết là cái tính từ của beauty đó là beautiful Beautiful đấy và từ beautiful thì chúng ta sẽ có trạng từ một cách rất là đẹp một cách hay cô ấy hát rất là hay cái giọng cô ấy rất là đẹp đúng không ạ thì sẽ là she sings beautifully thì beautifully đấy là trạng từ trạng từ của nó thế rồi một từ khác nữa ví dụ như cũng là từ beauty nhưng mà chúng ta có cái người trang điểm thì là gì ạ beautician beautician đấy thế thì từ một cái từ gốc người ta gọi là root là một cái từ gốc thì chúng ta có thể cấu tạo nên nhiều các cái dạng khác danh từ động từ tính từ trạng từ từ trái nghĩa vân vân của cái từ gốc đó phải tạo ra rất là nhiều các cái từ mới mà được sử dụng linh hoạt ở trong tiếng anh thế thì cái phần cấu tạo từ nó là một cái phần rất là hay Đấy, tuy nhiên nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có một cái trí nhớ siêu phàm bởi vì là đôi khi cái quy tắc này nó không theo một cái, cái ừ, ừ... Thực sự là có một cái quy tắc nào cả Nó hoàn toàn là do chúng ta nhớ Các cái từ như thế này nó thường ở cái nhóm quy tắc này Các cái từ này ở nhóm quy tắc này Và vì vậy chúng ta học rất là nhiều Các cái nhóm như vậy Sau đó là chúng ta nhớ dần thế Sau đấy thì chúng ta có thể sử dụng Trong uh, bài thi đại học Thì uh, gần đây chúng ta không gặp uh, Cái bài uh, Cấu tạo từ Rất là nhiều Thế nhưng mà đôi khi uh, Thì nó lại hỗ trợ cho tất cả các cái bài thi khác tất cả các cái bài tập trong bài thi chúng ta đều gặp. Thế thì cái phần cấu tạo từ này sẽ giúp các bạn thậm chí là ở trong các cái phần chọn uh, multiple choice của bài uh, những cái bài như là chọn vào câu chẳng hạn hoặc là chúng ta chọn multiple choice vào trong đoạn văn chẳng hạn. Thì tất cả những cái bài như vậy chúng ta cũng đều phải sử dụng uh, cấu tạo từ. Và hơn nữa là cái việc học cấu tạo từ này sẽ giúp các bạn uh, sử dụng linh hoạt hơn từ vựng của mình, vốn từ vựng của mình thế thì cấu tạo từ ấy thông thường người ta chia ra làm hai cái loại chính đó là uh, tiền tố và thứ hai là hậu tố tiền tố là một cái từ mình thêm vào trước một cái từ gốc ví dụ như là uh, chúng ta có từ gốc là happy thì chúng ta thêm một cái tiền tố là ăn vào trước từ happy đó thì chúng ta sẽ được một từ là ăn happy đúng không ạ ăn happy thì ăn đấy được gọi là tiền tố thì ví dụ như thế thế là ví dụ như là uh, chúng ta có danh từ beauty đúng không beauty danh từ beauty cái đẹp thế thì chúng ta cũng có thể chuyển thành là beautician là người nhân viên trang điểm hoặc là cái đuôi gọi là cái hậu tố shin đó để cho phép chúng ta hiểu đó là một cái danh từ chỉ nghề nghiệp và nó là một cái hậu tố để chúng ta cấu tạo nên một cái từ mới thế thì trong tiếng anh sẽ có cái dạng đó là tiền tố và hậu tố và tất nhiên là cũng có cả giải kết hợp tức là chúng ta vừa kết hợp cả tiền tố và vừa kết hợp cả hậu tố nữa thì sau đây chúng ta cũng sẽ nghiên cứu uh, các tiền tố thường gặp các cái hậu tố thường gặp nhớ các bạn nhớ là nó chúng ta sẽ theo từng nhóm cố gắng là uh, khoanh vùng các cái từ thành từng nhóm một để dễ nhớ hơn chứ uh, chúng ta không có mỗi quy tắc cụ thể nào cả tại sao cái từ đó lại như vậy thì chúng ta cũng không giải thích được ở trên bảng thì chúng ta có một số các cái tiền tố như sau đây là các cái tiền tố thông dụng mà chúng ta hay gặp thế thì prefix ở đây là tiền tố và chúng ta sẽ có suffix là hậu tố thế prefix tiền tố tiền là đằng trước đúng không ạ Đó là chúng ta thêm các cái tiền tố này vào các từ ví dụ như các từ như thế này để tạo thành một cái từ mới mà nó có nghĩa trái ngược thông thường thì tiền tố thường sẽ mang cái nghĩa trái ngược thêm tiền tố và sẽ mang thành một từ mới có ý nghĩa trái ngược với cái từ gốc Thế nhưng mà tùy từng trường hợp thì ý nghĩa của nó cũng hơi hơi khác đi một chút Thế thì chúng ta suy nghĩ Cái thứ nhất này nó là từ anti Thế thì anti anti là là mang nghĩa cái gốc của nó nó mang nghĩa là là chống lại đúng không ví dụ như là chúng ta biết rất là nhiều từ ví dụ như là à uh, anti terrorism chẳng hạn là chống gì ạ bố không ạ? Đấy kiểu thế. Nào, anti clockwise. Chúng ta biết là clockwise, clock là đồng hồ. Hay clockwise là theo cái chiều kim đồng hồ. Đấy còn anti clockwise là gì ạ? Ngược chiều kim đồng hồ. Thế thông thường anti nó sẽ mang nghĩa là chống lại hoàn toàn đấy. Đấy. Tiền tố thứ hai là chúng ta có tiền tố dis thì cũng mang nghĩa là trái ngược lại. Ví dụ như chúng ta có từ appear là xuất hiện thì disappear là gì ạ? Biến mất, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, tiền tố ill Ill, thì chúng ta có là illiterate hoặc là illegal thì cũng mang nghĩa trái ngược. Nhưng mà chúng ta có cái từ gốc của chúng ta là literate là biết đọc biết viết, literate là biết đọc biết viết hoặc là uh, có học vấn ấy thì illiterate thì lại là nghĩa là mù chữ, mù chữ đấy. And chúng ta có này uh, gốc của từ này là legal, legal có nghĩa là hợp pháp. Thế thì illegal là bất hợp pháp. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta có là cái tiền tố ăn. Ăn thì chúng ta có là ăn happy. Thì ăn happy ở đây là không hạnh phúc, được chưa? Thế còn là able là có thể thì không thể là unable và reliable đó là từ có thể tin tưởng được thì unreliable là không phải tin tưởng được thì cái tiền tố ăn này cũng cho chúng ta một từ mới có nghĩa gì ạ trái ngược với lại cái từ gốc của nó hạnh phúc và không hạnh phúc không thể rồi không thể tin tưởng được được chưa tiếp theo đó là tiền tố in in cũng vậy chúng ta có từ gốc là convenient có nghĩa là gì ạ à, thuận tiện đúng không thế mà chúng ta có cái thêm cái tiền tố in vào trước convenient thì sẽ thành một cái từ tính từ mới mà nó có ý nghĩa trái ngược đó là gì không thuận tiện ear thì chúng ta cũng tạo thành một cái từ mới cũng giúp chúng ta tạo một từ mới mà À, cũng có nghĩa trái ngược nó có từ responsible tức là có trách nhiệm irresponsible tức là vô trách nhiệm được chưa tiếp theo im thì chúng ta có là impossible thì possible là cái từ mang nghĩa là gì ạ có thể thế thì im ở đây sẽ là gì ạ không thể impossible là không thể được chưa à, tiếp theo một cái tiền tố nữa là sắp nhưng mà từ sắp này thì không mang nghĩa trái ngược mà sắp thường mang nghĩa là dưới có nghĩa là dưới. Ví dụ chúng ta biết là title là gì ạ? Title thì có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như là title có thể là nhan đề, tiêu đề đúng không ạ? Thì subtitle là một cái từ mà chúng ta rất hay gặp trong các cái phim ấy. Đó là gì ạ? Đó là các cái chữ chạy ở bên dưới. Đúng không? Mấy cái dòng chữ mà họ dịch á ở bên dưới thì gọi là subtitle. Đấy khi các bạn đi xem xem phim nước ngoài thì thường nếu mà xem với subtitle và nghe luôn nguyên bản gốc tiếng Anh thay vì là chúng ta nghe tiếng việt thì đấy cũng là một cái cách học tiếng anh rất là tốt đấy rồi là submarine thì nói biết là đây là tàu uh, tàu ngầm ấy thì cái từ sub này cũng là dưới marine này tiếng có nghĩa là hải quân hoặc là mặt biển ấy thì submarine đây sẽ là gì tàu tàu ngầm đấy thì đây là một số các cái tiền tố mà chúng ta hay gặp thông thường các cái tiền tố khi thêm vào một từ ấy sẽ tạo thành một cái từ mới có nghĩa trái ngược Đấy. thế còn uh, chúng ta cũng chú ý đến một số các cái tiền tố mà nghĩa đặc biệt như là empty hoặc là sub thì nghĩa nó khác. Ngoài các tiền tố này ra thì cũng còn một số các cái tiền tố khác nữa, nhưng đây là các cái tiền tố thông dụng nhất. Chúng ta uh, chú ý đến các cái tiền tố này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần hậu tố. Thì hậu tố thì có rất là nhiều và wow, các uh, hậu tố mà uh, ở đây thì chúng ta sẽ chia theo hậu tố mà chúng ta sử dụng với danh từ cấu tạo nên danh từ rồi thì hậu tố để chúng ta cấu tạo nên tính từ rồi trạng từ đấy ạ đấy một số dạng như thế thế thì trước hết là chúng ta đi đến các cái hậu tố mà uh, để chúng ta cấu tạo nên một danh từ thì ở cái, cái cục bên này ấy, thì chúng ta trước hết là chúng ta sẽ gặp các cái hậu tố mà sẽ cấu tạo nên một cái nghề nghiệp ví dụ như là À, chúng ta có thể thêm cái đuôi hậu tố gì ạ hai chữ e để tạo thành một cái người làm công hoặc là cái người mà 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 ví dụ như là employ là người làm thuê thì employee sẽ là người công nhân còn thêm cái đuôi er vào á, thì là để chỉ cũng là một cái nghề nghiệp nhưng mà thì làm chủ ví dụ như là employ employer là người làm chủ đúng không ạ hoặc ví dụ nhé à, chúng ta có động từ phỏng vấn phỏng vấn là gì ạ interview đúng không interview hay chúng ta sẽ có là interview là cái người mà được phỏng vấn thế còn interviewer là cái người mà gì ạ đi phỏng vấn đấy kiểu như thế hay, hoặc là có thể là thêm cái đuôi or để tạo thành một danh từ chỉ người hoặc chỉ nghề nghiệp đấy ví dụ như là visitor là người gì ạ người khách tham quan thế còn ví dụ như là chúng ta có tượng từ diễn xuất là act thì diễn viên nam chúng ta có từ gì ạ actor cái, cái từ tờ này với lại cái từ tờ này này thì ví dụ là teacher đúng không ạ nghe có vẻ rất là giống nhau đều là visitor hoặc là teacher nghe rất là giống nhau thế nhưng mà tùy từng trường hợp như là teach thì phải là teacher er mà visit thì phải là visitor or trong cái trường hợp nào dùng er trong trường hợp nào dùng or chúng ta hoàn toàn phải học thuộc đấy ạ được chưa rồi đuôi tiếp theo chúng ta có đuôi in ừ, ví dụ là musician musician thì là người ca người ca sĩ hoặc là người nhạc sĩ Đúng không? ca sĩ là singer người nhạc sĩ là musician từ này chúng ta đọc các bạn đừng đọc là ian chúng ta đọc luôn là shin đọc rất là nhanh thì cái từ nó sẽ hay hơn musician được chưa rồi. rồi đuôi is cũng là để chỉ nghề nghiệp ví dụ như là à, tay chơi guitar thì chúng ta có từ guitarist guitarist rất là hay rồi tiếp theo hậu tố mà với cái đuôi x thì thường là sẽ mang nghĩa chỉ một cái môn học nào đó ví dụ nhá chúng ta có từ economics economics có nghĩa là môn kinh tế học môn kinh tế học nhớ là khi có s này khi có s là thường là sẽ mang nghĩa là một môn nào đó và các em cũng nhớ là chúng ta học trong cái bài sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ đó là khi mà các cái danh từ mà kết thúc bằng s như này nhưng mà để chỉ môn học thì động từ vẫn chỉ mang gì ạ? số ít bởi vì đây cũng chỉ là mang nghĩa là một môn học mà thôi một, một môn học thì vẫn chỉ là số ít thôi đúng không ạ mặc dù có s ở đây nhưng chúng ta hiểu nó chỉ là một cái môn học thôi rồi à, uh, hậu tố chúng ta có tiếp theo là cái hậu tố mà có đuôi sần này Asian hoặc là sần cũng được thì cái đuôi sần như này thì cũng là danh từ ví dụ như ở đây chúng ta có từ là administration đây là danh từ gì ạ uh, sự quản trị hoặc ví dụ như chúng ta có động từ communicate, communicate có nghĩa là gì ạ? À, truyền thông rồi giao tiếp đúng không? giao tiếp thế thì uh, danh từ của nó là communication, communication thì đấy là truyền thông danh từ thì cũng là trong cái trường hợp này. tiếp theo là chúng ta có một số các cái uh, hậu tố khác nữa để hình thành nên một danh từ ví dụ như các em có thể thêm edge vào sau một động từ để tạo thành một danh từ ví dụ là store chúng ta chuyển sang là gì ạ? Storage. Rồi chúng ta cũng có thể thêm ends hoặc là ends. Đấy, đều đọc là ẩn hết nhá. Đấy, sau một số các cái động từ hoặc tính từ để tạo thành một danh từ. Ví dụ như là chúng ta có động từ assist là trợ giúp thì danh từ assistance là danh từ sự trợ giúp, được chưa? Rồi, cái đuôi ends này cũng vậy. Đấy, ends ends thì đọc là ends. Ví dụ như là chúng ta có động từ confine là động từ tâm sự với ai, confide đấy, confide. Confide in somebody, có nghĩa là tâm sự với ai cái gì, đúng không? Thế thì chúng ta cũng có thể chuyển thành là confidence, danh từ, có nghĩa là sự tự tin. Tất nhiên là khi chúng ta chuyển như vậy thì nghĩa cũng có thể khác đi một chút xíu. Nhưng mà chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề nghĩa lắm, mà ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cách cấu tạo nên các từ thôi. Thông thường nghĩa thì nó cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng có thể là nó sẽ ờ uh, xê dịch một chút xíu thì cái đấy đó là là là, là ừ, cũng là một cái hay của bài này đúng không ạ rồi tiếp theo cái đuôi ion này cũng vậy là native chúng ta chuyển thành là gì ạ nation đấy rồi cái đuôi dùm cái đuôi dùm này cũng là một cái đuôi rất là hay à, ví dụ như là chúng ta có từ là enthusiastic enthusiastic là tính từ có nghĩa là À, sự nhiệt tình à, tính từ nhiệt tình thế thì danh từ sự nhiệt tình nữa là gì ạ enthusiasm enthusiasm cái đuôi này chúng ta đọc là dùm enthusiasm được chưa hoặc là đuôi et cũng là thể hiện một danh từ ví là electric electricity là electric à, thuộc về điện đúng không ạ? Thì danh từ điện lực là electricity Được chưa? Hoặc là đuôi nis Khi chúng ta thêm nis vào một tính từ Thì cũng hình thành nên một danh từ Ví dụ như là kind là tính từ tốt tốt bụng thì kindness là danh từ gì ạ lòng tốt đúng không hoặc là happy là hạnh phúc thế thì danh từ uh, sự hạnh phúc niềm hạnh phúc là gì ạ? happiness đấy thì đây là một số các cái tiền tố mà chúng ta sẽ giúp để hình thành cấu tạo nên một danh từ uh, trước khi chuyển sang uh, các cái hậu tố mà để chúng ta cấu tạo nên một tính từ thì chúng ta sẽ tiếp tục với uh, nốt bốn cái uh, hậu tố thì chúng ta cấu tạo danh từ thì trong đó thứ nhất chúng ta có cái đuôi đầm đuôi đầm à, khi mà chúng ta thêm đầm vào sau một danh từ thì có thể cấu tạo nên một cái danh từ mới ví dụ king là vua đúng không ạ thì kingdom là vương quốc ví dụ như là vương à, ừ, quốc anh hạn là gì ạ united kingdom tức là em đi uk du học ấy đúng không ạ Oai, như cóc ấy à, Thì là gì? United Kingdom Đúng không ạ? Đấy, Uk mà. Thế đây là wise là tính từ đấy, thông minh hoặc là sáng suốt. Thì danh từ của nó là wisdom. Chúng ta bỏ e đấy ạ Wisdom, đấy, wisdom. Thì uh, wisdom là danh từ có nghĩa là gì ạ? Trí uh, khôn hoặc là sự thông thái. Đấy. Hoặc là có thể là đuôi hút. Chúng ta thêm hút vào sau một danh từ có thể thể hiện một cái danh từ mới ví dụ như là neighbor là, là hàng xóm đúng không ạ thì chúng ta có danh từ neighborhood nghĩa là tình làng nghĩa xóm đấy hoặc là ví dụ như chúng ta có danh từ try là trẻ con đúng không ạ thì tryhood là gì ạ thời thơ ấu đấy thế nên chúng ta có từ mình đuôi mình cũng là một cái đuôi thể hiện một danh từ ví dụ như là chúng ta có động từ entertain là động từ giải trí thế thì entertainment là danh từ của nó entertainment, danh từ giải trí hoặc là shift cũng có thể thêm vào một danh từ để tạo thành một cái danh từ ghép là friendship là tình bạn đấy, thường là thể hiện một cái tình cảm gì đó đấy, friendship đấy thế là chúng ta đã sử dụng trong học qua các cái hậu tố để tạo nên một danh từ bây giờ sẽ đến phần tính từ adjective thế thứ nhất là chúng ta có thể thêm al cao vào sau một danh từ đây, nation này, danh từ quốc gia đúng không ạ? Thuộc về quốc gia sẽ là national. Thông thường cái đôi al cao này sẽ mang nghĩa là thuộc về cái gì đấy? Nên là nation là quốc gia thì national, national là thuộc về quốc gia. Cách đọc cũng có một chút thay đổi. Bình thường chúng ta đọc là nation, nhưng khi thêm al cao vào ngay lập tức đổi thành e national, được không ạ? Tương tự như thế quốc tế là gì ạ? International. Đấy, thì chúng ta cũng là thuộc về hoặc là cái đuôi show này i -A là cao cũng là thể hiện một tính từ ví dụ như là special đấy là là cái tính từ của nó. Rồi, chúng ta cũng có thể thêm able hoặc và able vào sau các cái động từ như là ít này để tạo thành eat table là có thể gì ạ? ăn được. Hôm nay chúng ta có cái từ là rely. Động từ của chúng ta là rely on. Sang rồi đi là phụ thuộc vào ai ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái tính từ đó là reliable Là có thể gì ạ Có thể tin tưởng được vào ai, có thể phụ thuộc được vào ai cái gì đấy Thì reliable là có thể tin tưởng được Đấy, và chúng ta cũng nhớ thêm nữa là Unreliable sẽ là gì Không thể tin tưởng được Đấy, không thể tin tưởng được Thế thì đây cũng thế, cái đuôi able là có thể ít Eatable này, có thể ăn được này, Cái loại rau này có ăn được không nhỉ Đúng không? Là easy, vegetable, eatable liệu là cái rau này có ăn được không? đấy hoặc là possible thì cái từ able ở đây ấy, cũng là có thể, đúng không? từ này là possible là từ đặc biệt nhưng mà possible là có thể. thế thì trong trường hợp nào dùng able, trường hợp nào dùng able chúng ta cũng phải học thuộc. ví dụ chúng ta có từ access, access, từ access này có nghĩa là truy cập, truy cập internet chẳng hạn, access to the internet đúng không? ạ và cũng có nghĩa là tiếp cận được, tiếp cận được. Thế thì có thể tiếp cận được chúng ta có từ là accessible mà không phải là accessible. Đấy, thì cái trường hợp này chúng ta bắt buộc phải dùng accessible mà không rõ lý do tại sao, bắt buộc chúng ta phải học thuộc thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, cũng là trong cái phần sử dụng tính từ chúng ta có cách thêm in hoặc id vào sau một uh, danh từ hoặc một động từ để tạo nên một cái tính từ Ví dụ như là chúng ta rất là quen thuộc Với cái tính từ có đuôi in hoặc đuôi id Nếu như bạn nào mà chưa nhớ Thì chúng ta có thể học lại trong bài tính từ Cái đuôi in hoặc id còn sử dụng cho người Hay là cho vật Thì bài này chúng ta cũng đã học rồi Ở đây tôi chỉ nhắc là chúng ta có thể thêm in hoặc id Để tạo nên một tính từ thôi Interesting hoặc là amused Được chưa? Hoặc chúng ta có thể thêm đuôi full Hoặc là list đấy, Full hoặc list đây là Full hoặc list thì nghĩa trái ngược nhau Đấy, full hay list thì nghĩa trái ngược nhau ví dụ chúng ta có từ care là cẩn thận thì careful là tính từ cẩn thận thế còn careless là tính từ gì ạ à? không cẩn thận hoặc cẩu thả đúng không use là động từ à, sử dụng thì chúng ta có useful là có lợi đấy. còn useless là không có lợi không có ích lợi gì ấy, đúng không vô dụng đấy hoặc ví dụ như là chúng ta có động từ ham ham động từ ham là gây hại gây hại. Thế chúng ta cũng sẽ có là harmful. Harmful là tính từ gì ạ? Có hại. Và harmless là vô vô hại. Vô hại, đúng không ạ? Thế không phải lúc nào full thì cũng mang nghĩa là khẳng định mà list thì mang nghĩa là phủ định. Và đôi khi như thế này là harmful nghĩa là có hại còn harmless thì là vô hại cơ. Đấy thực tế ra chúng ta chỉ cần nhớ là full hoặc list thì nghĩa đối lập nhau là được hoặc là chúng ta có thể thêm us vào sau một danh từ để tạo nên một tính từ. Ví dụ như là danger là danh từ nguy hiểm hay thì dangerous là tính từ của nó. Được chưa ạ? Rồi, đuôi y dài. Ví dụ như là chúng ta có thể thêm y dài vào sau các cái danh từ để mang nghĩa là nhiều hơn cái gì đấy nhé. Ví dụ như là rain này là mưa đúng không ạ? Thì chúng ta thêm y dài vào sau rain là rainy thì có nghĩa là nhiều mưa hay mưa. Ví dụ như là vào mùa hè ở miền Bắc của Việt Nam thì trời rất là gì? hay hay mưa ấy. mưa nhiều thì đây là it is rainy in the summer uh, in the north of Việt Nam đúng không hoặc là snow là tuyết thì snowy là gì nhiều tuyết như là ở nhật bản thì trời rất là nhiều tuyết chẳng hạn đấy is snowy in Japan hoặc là fog là sương mù thì foggy đấy thì chúng ta gấp đôi g rồi mới thêm y dài thông thường cứ y dài là mang nghĩa là nhiều hơn cái gì đó được chưa chúng ta tiếp tục với một số các hậu tố với tính từ và sẽ tiếp tục với một số các hậu tố về tính từ nhé. Thì trước hệ tiếp theo là chúng ta có hậu tố like. Khi các em thêm like vào xong một danh từ thì cũng có thể tạo nên tính từ. Ví dụ như là tức là nó mang nghĩa là giống như là gì đấy. Ví dụ như là, try là đứa trẻ đúng không? Try like là giống như một đứa trẻ. Không tưởng cái từ này nó mang nghĩa về hình dạng bên ngoài. Ví dụ nhé. Là cô bé này trông rất là lovely đáng yêu đúng không ạ? Nhìn trông như một cái đứa trẻ đấy thì là she looks like đúng không? thế mà cũng là như thế nhưng mà nếu mà chúng ta thêm đuôi is vào sau một danh từ giữa try mà thành try this thì nó không mang nghĩa là cái ngoại hình giống như một đứa trẻ mà cái tính cách ấy rất là trẻ con đấy rất là trông lớn tương như thế đấy, nhưng mà tính cách rất là trẻ con chẳng hạn đấy thì lại là từ try this cái từ this thì nó còn mang nghĩa là hơi hơi như thế nào đấy ví dụ như là um, white white is white là trắng đúng không white is thì mang nghĩa là hơi trắng kiểu như thế hoặc là cũng nhiều nghĩa như là book là sách Bookish là gì có hơi hướng sách vở rồi thích sách vở ấy, kiểu thế tiếp theo là cái đuôi xăm đuôi xăm này tạo nên một tính từ mang nghĩa của cái từ gốc từ gốc mang nghĩa như nào thì thường là từ xăm nó cũng mang nghĩa tính từ như vậy thôi ví dụ như là trouble là danh từ Rắc rồi đúng không thì trouble xăm là tính từ gây rắc rối cái đứa ấy thì, nào cũng nặng rắc rối đúng không ạ hi sâu trap đường sầm kiểu như thế hoặc là đuôi x thêm x vào sau một danh từ thành một tính từ này ví dụ như là idiotic có nghĩa là gì ạ Thật là ngốc nghếch đúng không uh, fantastic là tuyệt vời chẳng hạn thế hoặc là đuôi e cũng là thành một tính từ ví dụ như là competitive là tính từ có tính chất cạnh tranh chúng ta cũng nhớ tôi này uh, tính từ mà có tính chất cạnh tranh ấy thì ví dụ như là một cái sản phẩm có giá cạnh tranh thì là một cái sản phẩm mà có giá gì rẻ đừng có nghĩa là cứ cạnh tranh là phải giá đắt mà cái sản phẩm mà cạnh tranh được ấy thường là sản phẩm có giá rẻ hoặc cũng không, không phải là rẻ mà là nó chấp nhận được nó reasonable đấy lại biết thêm một từ nữa là từ reasonable reason là lý do thêm nữa able vào ấy thì nó mang nghĩa là gì ạ nó mang nghĩa là đây là có thể gì nó mang nghĩa là có lý ấy. nghĩa chính của nó nghĩa là có lý nhưng mà một cái giá thì phải giá có lý được mà tức là cái giá này chấp nhận được giá phải chăng đúng không ạ? Đấy, người ta nói là một cái giá phải chăng là at a reasonable price là một cái giá cả phải chăng thì giá phải chăng với cả giá cạnh tranh là nó cũng gần như nhau đấy ạ cái đuôi ori cũng là một tính từ primary là tính từ cơ bản này hoặc đuôi ori cũng là thể tính từ compulsory là tính từ bắt buộc compulsory tính từ bắt buộc đấy là chúng ta đã học xong ôn ôn đập lại nữa các hình thành nên danh từ rồi tính từ Bây giờ sang phần trạng từ Trạng từ thì rất là dễ Hầu như cũng chỉ có một cái cách duy nhất đó là trạng từ mà thêm Chúng ta hình thành nên trạng từ Bằng cách là thêm ly vào sau một tính từ Ví dụ như là tính từ beautiful Là tính từ xinh đẹp đúng không ạ Thì beautifully là trạng từ của nó Hoặc là attractive Là tính từ hấp dẫn Thì attractively là trạng từ của nó đấy đấy là chúng ta thêm ly vào sau cái tính từ này để tạo thành một trạng từ một cách như nào ví dụ cô ấy hát hai she sings beautifully hoặc là uh, cô ấy nhảy một cách rất là hấp dẫn là she dances attractively đấy trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ thường được chưa nhưng mà trong cái trường hợp này thì các bạn cũng lưu ý cho tôi là đừng nhầm trạng từ với một số các cái tính từ mà cũng có đuôi ly tính từ có đuôi ly ví dụ như là từ gì ạ tính từ nào mà có đuôi ly Ví dụ như là friendly chẳng hạn Friendly Thì chúng ta biết là friendly là tính từ gì ạ? Thân thiện Thân thiện, đúng không? Thân thiện thì đây không phải là trạng Mà đây là tính từ không? Đây là tính từ Hoặc là lovely Đáng yêu đúng không? Thì đương nhiên đây là tính từ Hoặc là lively cũng vậy Lively có nghĩa là sinh sinh động Hoạt bát sinh động thế thì đây là đừng nhầm với lại trạng từ đây là các tính từ chứ không phải trạng từ được một cái câu hỏi rất thú vị đặt ra các bạn đó là thế trong cái trường hợp mà tính từ thêm uy ly như thế này mà các bạn lại muốn sử dụng nó như một trạng từ tức là ví dụ này friendly là thân thiện đúng không ạ nào à, đặt một câu của tôi như thế này nhé cô ấy giảng bài đúng không theo một cái cách rất là thân thiện à thôi cô ơi, nói chuyện đi cô ơi, nói chuyện một cách rất là thân thiện Thế bây giờ friendly đó là tính từ Thế bây giờ các bạn hình thành trạng từ kiểu gì? Là chúng ta sẽ hình thành đây là friendly à? Đúng không ạ? Không, tất nhiên là không bao giờ có trường hợp là friendly rồi Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu đó như thế nào? Cô ấy này, nói chuyện này Theo một cách rất là thân thiện Thì sử dụng như thế nào bây giờ? Mà không sử dụng trạng từ friendly được Thế thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Sau khi các bạn suy nghĩ xong Thì có thể là bây giờ tôi sẽ đưa ra đáp án Đó là như này ạ Chúng ta sử dụng Friendly trong một cái cụm như sau để hình thành ra một trạng từ này She này, Talks, cô ấy nói chuyện đúng không ạ? Một cách thân thiện là mình dùng thêm cái cụm là In này In nhé, ơ này, Friendly này Rồi mình dùng gì ạ? Way Thì sẽ được một cái, cái nghĩa là trạng từ là In a Friendly Way Trong một cái cách thân thiện để gọi là sử dụng như này để thành trạng từ Chứ còn bình thường là Friendly là không có trạng từ, đấy chưa ạ? Đây là cái cách chống chế của chúng ta Đấy, thì trong nhân tiện trong cái bài này thì tôi cũng nói cho các bạn cái cách của chúng ta sử dụng Ngoài ra thì trong phần trạng từ này tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn thêm Mặc dù là nó cũng không nằm trong bài cấu tạo từ Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn thêm đó là trạng từ đôi khi á Là chúng ta cũng gặp các cái trạng từ Mà trạng từ với tính từ trông giống hệt như nhau Ví dụ như là hot vừa là tính từ và vừa là trạng từ Đúng không ạ? vừa là tính từ vừa là trạng từ ví dụ nhé ví dụ như à, chúng ta có từ là làm việc chăm chỉ ạ à, tôi làm việc rất chăm chỉ là I work hard thì hard đây là trạng từ nhưng mà một bài tập khó là hard a hard a hoặc là a difficult lesson exercise thì cái hard đó là tính từ từ động như vậy là hard vừa là tính vừa là trạng hoặc là early này early vừa là tính vừa là trạng ví dụ nhé tôi đến lớp sớm thì đến lớp là động từ thường đúng không ạ thì sớm đây sẽ là trạng từ I come to class early. Thì early là trạng. Thế nhưng mà có một chuyến tàu sớm. There is an early train. Thì cái early train đó là train là là tàu hỏa đúng không ạ? Thì early là sớm, tàu sớm. Thì early đấy là tính từ. Như vậy là early vừa là tính vừa là trạng đúng không ạ? Đấy. Thì trong cái trường hợp về bài trạng từ này các bạn cũng lưu ý đấy. Tôi cũng ôn tập lại cho các bạn nhớ. Đấy ngoài ra trạng từ có một trường hợp nhỏ nữa đó là à, các cái trường hợp bất quy tắc Ví dụ như là good là tính từ tốt, nhưng mà trạng từ thì chúng ta phải chuyển good thành gì ạ? well. Thì đấy là cái 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 cách, cách của nó. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái cách quay trở lại bài word formation. Chúng ta chuyển sang cái cách cấu tạo từ đối với động từ phần cuối cùng của bài. Phần cuối cùng của bài thì chúng ta sẽ học một số các hậu tố mà giúp chúng ta hình thành nên một động từ thứ nhất đó là đuôi s khi chúng ta thêm đuôi s vào sau đấy, một cái danh từ cấu tạo như thế này như là educate thì chúng ta sẽ sẽ có một động từ đó là động từ giáo dục đúng không thì chúng ta cần phải giáo dục bọn trẻ con về mạng internet và những cái gì ạ những cái nguy cơ của nó đúng không à, educate hoặc là cái đuôi ẩn đuôi ẩn như thế này Giữa chúng ta có thể là wide là tính từ rộng đúng không ạ widen thì là gì mở rộng mở rộng chúng ta còn phải mở rộng gì ạ cái vốn từ vựng của chúng ta đúng không mở rộng kiến thức widen our knowledge đúng không hoặc là một từ khác cũng rất hay này ví dụ chúng ta có tính từ tight tight là chặt chặt đúng không ạ chặt hay ví dụ tighten thì là một từ rất hay cái là gì thắt chặt ví dụ như là uh, Việt Nam phải thắt chặt mối quan hệ ngoại giao với nước A, nước B, nước C chẳng hạn Đấy, là Titan. Hoặc là tính từ, chúng ta có tính từ loose Tính từ lỏng, đúng không ạ? Thì loosen là động từ gì? Nới lỏng Đấy, chẳng hạn như thế thì chúng ta thêm ẩn vào sau một tính từ để tạo thành một động từ Làm rộng, làm thắt chặt, nới lỏng, v vân. Hoặc là đuôi phai này cũng là một đuôi động từ Đấy, ví dụ như là terrify Là làm cho ai gì ạ? Sợ hãi terrify làm cho ai sợ hãi à, cái đuôi uh, cuối cùng ra học là đuôi eyes z e hoặc là ns thì đều được thế nhưng mà thông thường thì tôi tôi hay biết là z e hơn thế nhưng mà cái đuôi Ice này thường hay mang nghĩa là cái gì đấy hóa ví dụ nhé economize là cái gì ạ ừ, gọi là tiết kiệm ấy một cách tiết kiệm thế là civilize là đô thị đô thị hóa thế là thế. hoặc là minimize thì minimize là tối thiểu hóa Đấy, kiểu thế hoặc là ví dụ như là gì ạ à, chúng ta có tính từ là gì industrial là gì ạ thuộc với công nghiệp thì industrialize là động từ gì ạ? công nghiệp hóa công nghiệp công nghiệp hóa thì đấy thế tất cả các cái đuôi như này là các đuôi cấu tạo nên một cái động từ thế thì chúng ta nhớ thôi à, các cái tiền tố ví dụ như là tiền tố ăn rồi im rồi il, rồi in rồi dis đúng không ạ? rồi anti, uh, rồi sub vân vân thế còn là hậu tố thì chúng ta có hậu tố để cấu tạo nên một danh từ danh từ chỉ nghề nghiệp như thế nào danh từ chỉ môn học này danh từ các cái danh từ chung thông thường gặp trong danh từ như thế nào rồi cách cấu tạo nên một tính từ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái hậu tố thêm vào như nào thì một tính từ đôi ờ đôi x đôi sồ vân vân đúng không rồi cách cấu tạo nên trạng từ như thế nào chúng ta cũng đã học rất là kỹ rồi cách cấu tạo nên động từ như thế nào học rất là kỹ thì sau sau đây trong tiết học thứ hai thì chúng ta sẽ làm một số bài tập để nhớ hơn về cái phần này